chào các bạn đến với kênh Nhạc Cụ Đàn Hương. Hôm nay mình sẽ test tiếp một cây đàn bầu lắp máy, có sẵn loa bên trong, có âm ly, có pin sạc. Cây này đánh có phía xa là Thái Bình. Cây này thì nó có cổng ra loa rồi nhé. Thì khi mà các bạn muốn đánh to hơn thì cái công suất trong âm ly nhỏ này nó chỉ được khoảng 30W thôi. Các bạn có thể đánh ra thì được loa là tầm 30W thì khá là to rồi. Đấy, thì có thể cắm loa vào đây. Đấy, nó để loa 30W cắm loa ngoài được. Và đồng thời thì các bạn có thể nghe nhạc beat được. Thì cái chức năng nhạc beat này cũng có một cái rất là hay. Hôm vừa rồi thì có một bác cũng mua cái đàn bầu kiểu như này, đi đàn nhạc lễ. Thì chả hiểu cái lễ đấy thì người ta ngồi kiểu gì, lâu quá hay sao. Thì bác bảo là thế là may quá có cái nắp này cắm ra điện thoại, thế là mấy ông không ngồi đánh nữa, mấy ông ngồi bật nhạc lễ cho không đâu cho nó tự đánh. Cắm nó nén thì nó cũng ra nhá. Xin chào mọi người.